Mấy anh em đang làm khô chuột. Thì chuột này mình ướp xong hết rồi. Có chuột này thì các bạn, nếu các bạn chưa xem ướp cách ướp thì các bạn coi clip trước cách ướp rồi. Thì mình có nói nhiều trên clip trước rồi là nhỏ thì đang về chăm bà. Bà bị bệnh ở miền Bắc, quê nhỏ Hà Nam á, thì về chăm bà rồi. Thì hôm nhỏ gọi điện cho mình thì lúc đó gấp quá nên là mình không có làm clip chia tay với nhỏ được. Thì khi nào nhỏ vô lại miền Nam á thì mình sẽ kêu nhỏ lên biệt thự chơi. Chứ không phải nhiều như nhiều bạn nói nhỏ như này như kia rồi mình đuổi nhỏ được. Các bạn đừng nói vậy tội em đó. Tại vì nhỏ về quê chăm cho bà ngoại, về quê chăm bà ngoại bệnh á, chưa biết là khi nào vô nữa. Thì anh em đang làm mấy cái sàn, thì sắp tới mình sẽ làm một cái quán. Thì ý định của mình là muốn mọi người ở đây thì kiếm thêm thu nhập với lại ổn định cuộc sống hơn. Thì mình sẽ làm một cái quán, rồi những anh em ở đây sẽ cùng tay nhau, rồi mỗi người một tay làm việc, có thêm công việc làm ăn. Thì chắc khoảng hơn 2 tháng nữa thì mình sẽ mời mọi người về để mình về Đầm Ải Trắng chơi. Còn bây giờ thì vẫn mới đang làm sàn thôi. Cái dự định này mình làm muốn tự làm từ lâu rồi. Bác bà sàn rồi nè. Để cho bà con ở đây có cái thu nhập khác nữa. À, chuột làm xong rồi nè. Bây giờ mình cho lên làm khô thôi. Khô chuột đặc sản Đầm Ải Trắng. Mai mốt anh em tới đây mình sẽ làm mấy cái món này đẩy tất cả mọi người, những món dân dã của Đầm Ải Trắng. Để em đi vào chỗ này nè. Đây chuột ơi, chỗ này đi. Cá lóc kìa. Thấy không? Thấy tám không? Mốt lên cho nó làm khô luôn. Khi nào ở đây mình làm xong thì mình sẽ mời các anh em, cô chú bác về chơi. Mấy con vịt bên kia, mấy con vịt đã sắp đẻ rồi đó. Có bạn comment là sắp tới là có clip đi lụm trứng vịt, mà mình nghi là chắc cũng sắp sửa lụm rồi đó. Để vịt đây thả lan mà đẻ tùm lum rồi. Vậy thế mời. Cá nó lùm đây nè, coi thử nè. Đó. Cá sặc. Thôi cho lên luôn đi. Ừ, anh đã dỡ lên rồi là anh bỏ lên luôn, không là hồ nó ra. Trời, chuột em xe cho nó cái mấy cái đó đều nha, con nó kêu lên đây nè. Đừng để nó vô ở giữa. Đó. Kéo ra ngoài. Sao mà nó vậy? Ở đâu cũng vậy hết à. Rồi. Cái này con thỏ con rồi mình. Con này bự nhất không? Con này bự nhất không? Con nữa. Con này bự nhất rồi. Con này bữa mình nói con này có ông cố ông nội vậy nè. Đây con ông nội nè phải không? Ừ. Con này bự nữa nè. Đâu? Ừ, con nó cũng bự rồi đó. Thì cái này nè là đại gia đình đó. Anh Hà mới qua chơi với lại đây là con của anh Hà. Con nhỏ mới câu được cá rô đồng nè. Xanh lè. Nhẹ tay thôi để bể chứ. Lòng này nữa. Từ rồi. Rồi thả xuống. Thả ngay cái chân cũ luôn rồi. Chú Sáu với lại chú Ba đang móc làm bờ. Hồi làm đó hồi trồng bông súng, trồng rau.
cháu cầm cần luôn đi. Cá chè hả? Cá chè. Để cầm cần luôn á. Giờ nó bu vô, xả tù đã bu vô. Cá chè. Rồi giờ là cháu giúp con cá chè là cảm giác. Anh Sang đang tại mình bận mình không phụ tay được. Con Hà vô chơi. Đây là cây đước mà mình mỗi lần mình giọng là phải như này nè. Đó, giọng cừ phải vậy. Mình làm thủ công. Rồi, từ từ bác ba sen ơi. Từ từ. Đó. Ừ, sải ai? phải. Sải hả? Sải rồi. Không có giật vậy á, nó mới dính. Cái gì á? Cái tre. Dạ. Có chừng con, cầm từ từ, bỏ cần xuống. Ừ. Anh Hà mua bánh bao ngon quá. Bỏ bị đâm vô ai. Nó nuốt lưỡi. Được không? Tại con để sâu quá. Nó nuốt lưỡi. Xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người. Mấy anh em đang đặt thêm mấy cái cửa ngục nữa. Để mình có gia tăng cái lượng cá và đủ thứ. Nói chung là cái 12 cái cửa ngục này á, gọi 12 cửa ngục nè, thì nó lươn rồi cá cua, nói chung là bất cứ cái gì nó bò vô cũng được hết á. Thì bây giờ mình sẽ đặt thêm những cái mới này nối dài luôn, từ đó qua bên đây luôn, nối toàn bộ vô một cái luôn. Thì khoảng chừng độ 3 tiếng đồng hồ sau thì mình sẽ đi thăm. Lát tối xuống mình sẽ đi soi bùn tọt với lại ớt rồi đó. Nè cái này gỡ nè đó. Thì cái này kéo dài ra thì mình nối lại với nhau. Các bạn để lâu quá thì nó sẽ cá nó sẽ chết. Anh Bi hôm nay làm ở. Anh Bi thì mình giới thiệu lại, anh Bi là thợ xăm. Rồi ảnh mà ảnh yêu thích đồng quê cho nên là cứ mỗi lần ảnh đi làm về ảnh ghé vô mình chơi. Rồi mấy anh em đi săn bắt này nọ. Đối với mình á thì tất cả mọi người tới biệt thự của mình góc chia sẻ thì mình không có phân biệt ai nghề gì hay là như nào. Ở ngoài xã hội mình không quan tâm. Chỉ có tới ở đây anh em hòa thuận nhau là số 1 rồi. Còn mình không có quan tâm là ảnh làm gì hay là người ảnh xăm mình hay gì, mình không quan tâm. Hoặc là người xấu, người đẹp hay gì đó. Chỉ cần anh em đến đây mà hòa đồng với lại mọi người là mình sẽ tiếp đón hết. Ê nè, cái này em gỡ rồi nè. Thôi chưa nè, cái này có nè. Gỡ đi, gỡ. Đó, anh Bi, anh kéo giùm em kìa. Anh nối giùm em nè. Nè, nè, gỡ nè. Các bạn thông cảm mình là mình cầm máy quay thì mình chỉ có phụ anh em ở trên xuồng thôi. Mình xuống nước thì nó sẽ giết trẻ là dễ bị hư cái máy quay. Máy quay là anh Trọng tặng cho mình nên mình cũng rất là quý. Ây, đây là cảnh buổi chiều ở đầm Mã Trắng. Phía bên kia trồng giống nhút. Đây là một đây là cái đảo. Đây là cái đảo. Thì sắp tới mình sẽ chắc vài tháng nữa mình sẽ mời anh em về đây chơi. Chút em nói xong cái đó đi rồi anh thím 10 quên rồi ăn rồi. Thím 10 buồn sâu không? Mấy anh em mới đi tắm xong rồi đi lấy nước với lại củi. Giờ mình về mình nấu cơm ăn. Đi rồi. Để anh lên cái đèn ha. Rồi lên củi. Đây. Sẵn mà hồi sáng có chiên mấy con cá còn dầu nè. Bây giờ mình chiên tiếp với mấy con khô luôn. Rồi sau lấy. Thím 10 để hay quá thiệt.
Thế mời đang chiên cá. Cá là cá sặc một nắng mà hôm bữa mình làm nè. Ốp ăn dừa luôn. Ngon lắm, hôm bữa Vũ có chiên thử rồi mình ăn rất là ngon. Thơm á. Thơm á. Chuột thì đang nhặt rau. Rau nhúc ở dưới đây nè các bạn. Lấy lên mình nhặt. Lấy mấy cọng non thôi chuột ơi. Yeah. Cọng non, rau chứ nó còn non nè, non xèo nè. Nhặt mớ rau đi, lát này luộc hay sao ta? Này luộc đi. Luộc đi ha. Mình bỏ cái lớp phao đi. Đó, mình ăn rất ngon. Bẻ lớp phao đi nha. Cái này các bạn hay ăn lẩu á. Nhau nhúc mình nè. Miền Bắc gọi nhìn là dâu rút. Rút. Miền Nam gọi dâu nhúc. Cái dâu ăn rất ngon, các bạn ăn mì tôm hay gì, ăn lẩu, mì tôm, nói chung là ăn gì nước nóng cho vô ăn. Nó ngon mà ăn cái rau nó cũng mát nữa. Chuột đang bắt chuột ở đây. Nó me nó cái ổ nó nãy giờ. À. Con này cũng nhỏ rồi, chuột con hay sao á chuột ơi. Nó bằng cái rau này lớn hơn con bên kia. Lớn hơn. Lớn hơn. Bắt bắt thì mình ngang xuống. Rồi. Nhiều không? Coi bắt vài con đi chuột ơi. Lăn hả? Lăn bột hả mình? Hả? Lăn bột hả? Tao có để hồi mình bẫy chuột đó, bẫy rắn. Còn không chuột tách chanh. Coi con chuột này nó bự nè. Sập hồi sập nguyên cái nhà luôn nè. Sập biệt thự luôn nè. Trời ơi mũi nè. Thứ mười. Trời ơi. Ây. Đây nè. Không. Đó. Mày ơi. Bỏ chuột này chiên luôn đi. Đó, cho vô cái gì giọng ở lại đi. Đâu có gì đâu giọng. Hả? Sao tắt lửa rồi? Chuột, 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 chuột ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Chuột này đâu cắn, đâu sợ. Nhăn, né cắn. Thả vô thùng cận cá đi, ở con cá tê là chiên luôn. Hả? Sặc nữa nè. Đâu? Trời ơi, dễ chê chút xíu rồi, dục đi ông ơi. Đổi đi đi. Trong cái lờ cái gì? Yeah. Lỡ trong mấy lờ đúng không? Trong cái lờ. Thôi bỏ đi, để đi. Cái tre này ăn uống gì? Tre sáng. Chút xíu tre rồi. Tre dừa hay tre dừa. Tre dừa. Nhỏ à. Thẻ đi đi. Chuột làm thêm được con nữa nè. Con này chưa chết đâu, con này nó tí nó hồi lại á. Em đập luôn rồi hả? Bắt ở đâu hả? Đây nè. Ba con bắt được con nè. Đây cái ổ của nó nè. Cái này hồi tỉnh đâu? Tỉnh chứ. Tỉnh á. Giật nó xuống đây như giật nhẹ nó mà. Đó tỉnh rồi nè. Tỉnh rồi đó. Cho vô đây ha. Cho nó vô bẫy đây. Cho vô bẫy ha. À, tỉnh rồi, tỉnh rồi nè. Coi coi cái lồng coi xem nó ra được không. Không. Rồi. Coi kiểm tra lại lần nữa. Mấy cái này nó đâu ra được đâu. Em tỉnh đây nè. Bám bám toàn ten. Rồi để đi, để đi đó. Để cái tỉnh nè. Con chuột con nè. Nó đeo nó bú. Con này để lại đi ha. Để lại đi. Để là kiếm gì nuôi lớn này. Để nuôi luôn hả? Để nuôi. Đáng lẽ nó bò được á. Tại nó đeo hai mẹ nó. Lớn nhanh thiệt á. Hai ngày. Hai ngày à. Sao nó có mẹ đó, nó uống sữa mau lớn. Còn hai bà già lắm rồi. Hai bà phá lắm rồi.
chuột cứ lây hoay gì, chút xíu làm con, chút xíu làm con. Cho cả qua đây luôn hả? Ừ. Bên đây củi nó ướt phải không? Ừ, củi ướt quá. Nãy chụp hộp con, đang là chụp hộp chụp chín, chụp chín con. Con bự hơn con nhỏ, trời bắt trên này. Bắt bớt đi, nó phá nhà mình quá à. Trời, ổ nó ba con. Ừ. Ôi, gió mưa ghê luôn các bạn. Thùng thiết bay tùm lum tá lả hết á. Rồi, thùng bay qua bên kia luôn rồi. Trời ơi. Này dông chứ phải mưa nữa rồi. Bình thường nữa. Giờ mình ăn cơm thôi. Kệ đó. Mưa chuyện có chơi. Mình ngồi ăn cơm trước hả. Rồi xin phép mời mọi người ăn cơm nha. Mời mọi người dùng cơm. Mời mọi người dùng cơm. Mà anh Minh cơm, mà anh My ăn cơm. À. Thiểm 10 em. Trời mưa ăn có khô ngon lắm. Nóng, cơm nóng ngon. Ừ. Thường làm vừa ăn ngon ghê. Cô chú làm vừa á. Cá lên bờ, hai con luôn. Cái gì? Cá lên kềm, hai con luôn. Nào. Anh em đang chuẩn bị đi ra gỡ mấy cái 12 cửa ngục. Go. Này em lên trước được rồi. Thôi, sẵn tạt nước luôn. Con ốc nó luôn lên xuồng rồi. Ốc này về hấp xả ngon lắm. Sau này tát hoài nó không hết ta. Mấy con bự bự không à. Tối lên đẹp. Nó đẻ. Con súng à. Giờ này thì chưa nở hết đâu, đúng 10 giờ ở đầu nó nở cái bự. Nó cũng tự nở nè. Ừ. Nó tự nở tự khép luôn. Cái đồng hồ sinh học của nó là thời gian nở với lại khép là như vậy rồi. Kệ đi. Gì á chuột? Kệ đi em ơi, mình đi ra gỡ mấy cái cửa ngục đi. Thì nay mình mới đi ra đầm ở trắng bằng hôm đêm. Hôm bữa đi một lần, nay đi một lần nữa. Thì thứ năm kêu là cứ ra không sao thì mình cứ bình thường thôi. Chuột ơi. Làm gì ạ? Bắt ốc hả? Ốc mà lộn phải lên chụp không kẹp luôn. Để đóng tay. Đi em. Chung là mình không có nói lung tung thôi. Nay mình tập trung vô săn bắt thôi. Thôi. Bây giờ bắt đầu mình gỡ mấy cái cửa ngục. À, có cá rô đồng kìa. Chết rồi hả? Kệ nó. Chìm đặt chìm là nó phải chết. Cá sặc. Một con cá sặc. Sao mình về mình làm khô mà. Ít cá quá chứ chuột ha. Mình đặt cỡ 6 giờ xong 2 tiếng. Này là phải lưới, này đặt chìm mà. Ít cá. Đặt rồi tính ra được 2 tiếng rồi ha. Trời ơi sớm.
thất bại. Được rồi, chờ từ từ thôi. Gắn. Cái gì? Trung. Đâu? Wow. Chết chưa? Chết. Ngập nước có chết. Còn thở. Còn thở cho cuốn vô luôn đi. Được một con gắn chung. Kệ đó. Ơ, à không phải. Con nữa chứ. Mình đặt có 2 tiếng à. Đúng ra để lâu hơn, nhưng mà tại lát nữa mình phải qua bên anh Trọng đi đám rồi, cho nên là mình dỡ luôn. Đừng treo nè. Gì chú? Chú có phải cái cọc quá, tưởng xong luôn rồi chứ. Không ai chơi nhúng, mình đang phao, đang có trớn, chờ ai như chơi nhúng nhích xuồng xém tấm đạn. Điểm 10 phải không? Đứng im chưa? Rồi, đứng im vậy đi. Gỡ ra đi luôn chuột. Đó, đó, đánh. Đó, đó, nó dưới cái mái dầm á. Im nè. Rồi, giữ. Cái gì vậy? Quất con coi. Cái gì sao, sao, sao ghê. Từ từ im giữ im giữ. Con gì đây? Từ hãng con gì đây chuột? Bim bíp đây nè giữa cái đèn nè. Đừng có coi lại coi bim bíp thấy con gì hết á. Kéo xuồng tới xíu là thấy à. Xem nó con gì hả? Ơi chạy mất rồi, bự lắm. Con trồn cái gì á? Chuột đưa lên cái 12 cái ngục cái cuối á, sọng mất con lươn. Nó có cái lỗ nhỏ nhỏ cỡ này, lươn lắp ra được. Nó sách là thấy con lươn bị chẳng này, tưng tưng. Tao đâu tự nhiên thấy nó nhảy mất tiêu. Thôi bây giờ mấy anh em vô thôi. Có nhiều mừng bấy nhiêu. Minh. Hả? Đi chèo nè Minh. Đi đúng thứ không? Chứ phải chuột ở trên nó bẻ. Chuột ở trên nó chèo đâu ông ơi. Ông quơ vào kiểu đó đâu ra. Ôi giờ mang hết ra xem thu hoạch không được khá khá không. Đây con rắn trùng nè. Ủa có hổ hành mà. Rắn trùng đừng hổ hành. Rắn trùng không? Không rắn trùng. Thấy bóng quá. Đừng tháo mấy con dây ra. Được, có rắn chung kìa. Hôm nay cho anh cho thím 10 rắn mũi chứ người bắt rắn. Dữ quá ta. Con này là con rắn chung nữa các bạn. Rắn chung mập ghê. Thì con này mập quá bóng lưỡng à. Nàng cá chắc nhiều lắm á. Đẹp đó. Con này bóng. Trắng chung ở dưới nó có cái sọc đen như này nè. Trắng đen như này nè. Người ta có gọi rắn này là con nó giống như kiểu hai cái đầu vậy á. Dưới đây cũng vậy nè. Trắng chung hai đầu à. Thì nhiều bạn không biết thì kêu loài rắn này có độc nhưng mà nó không có độc nha các bạn. Nó cũng rất là hiền. Nói chung là mình đừng làm đau nó thì con gì mà làm đau nó sẽ tự vệ thôi. Thì nó sẽ hung mình. Nhưng mà mình làm nhẹ nhàng như này thì không sao hết. Mà bỏ vô thùng đi. Đi bắt cá. Con này nó hiền giống rắn bông súng á. Gì anh? Ở đây, đây, đây. Dạ, cho chơi chút xíu nè. Cho cầm chơi chút đi. Cỡ cá đi. Ủa gì á? Cắn. Đứng không. Ôi ông ơi. Ôi ông ơi. Cắn đi. Ôi được rồi. Cầm nó quay đầu lại. Gỡ đi bắt cái chuột ơi. Bỏ trong thùng. Dạ em rủ ra bay bắt nha. Kệ nó có được nhiều thì bắt. Mình để mình phụ một tay luôn. Tranh thủ mình là qua bên anh Trọng nữa.